doanh nhân là những người làm giàu cho bản thân và đất nước. Bao nhiêu nhân công và phi trường, doanh nhân không đáng lòng chủ mơ. Doanh nhân là chiến sĩ của ngày nay, chiến sĩ kinh doanh, chiến sĩ thời bình, người chiến sĩ luôn mang trong mình cái nhìn chung mừng về tâm linh. Dám nghĩ, dám làm và chấp nhận những thứ đó. Doanh nhân không quanh tay, mua than thất vọng, vượt qua tất cả nhọc nhằn dù thất bại hay thành công. Chào các anh chị ơi, các ai có biết Thảo rượu chưa ạ? Là Thảo có nhà máy sản xuất rượu, các dòng rượu Việt Nam, rượu bổ, rượu linh chi, bên cạnh đó ra sản phẩm hồng sâm và linh chi nữa. Các anh chị chút xíu mình sẽ nói rõ hơn về cái sản phẩm này. Đồng thời Thảo mới là thành viên danh dự của câu lạc bộ này. Mình rất thích là Kiều là một phụ nữ rất là năng động. Chính vì mình ngưỡng mộ Kiều cho nên mình mới hy vọng là mình sẽ đồng hành các anh chị trong đây. Rất mong các anh chị cùng đồng hành trước mắt là với Kiều thôi. Vâng ạ. Đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm, một đời sóng gió lái con thuyền đi tới.